Cắt thử xem nào. Cái này là của mày mà. Cắt đi. Giỏi lắm. Thử cắt đường ngang hay là đường đứng rồi anh? Cắt như thế nào mới cắt? Thì cắt ở lên trên thải bên kia thì cắt đi. Cắt thử xem nào. Cái này là của mày mà. Cắt đi. Con tay ở đâu anh? À, con tay đây, ấn đây. Ấn phát là chạy. Ấn đi. À, đây. Đây là. Thế này hơi cao, sợ không đối tới. Hả? Cao quá. Bây giờ phải lấy cái gì để đứng lên vậy? Mày đang cắt này không? Cái này không? Phải hơi anh. Phải hơi cao qua này đúng không? Được, phải hơi. Đấy. Cẩn thận. Mày uống rượu rồi đúng không? Có cần nói anh ấy, từ từ. Được, cười, thôi, cười cần nói. Được, 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 anh. Không, không. Được rồi. Được rồi. Ra ngang. Thế thôi anh sẽ gỡ cái xô ra mình. Để dưới này. Đứng ở bên đấy luôn. Rồi. Xem cái dây này. Con nước được chưa? Được không? Được không? Tại cái dây này ngắn quá. Thôi được rồi, để anh giữ dây. Dạ. Thank you.
đấy. Đẹp đấy. Mày có ba mạch mà nó khớp vào nhau, chứng tỏ là này rất chuẩn nhỉ. Anh thấy mày chuẩn bị đi đào tạo được môn cắt tường này đấy. Khả năng là có tí men là nó... hay là có tí men mà người nó cắt chuẩn hơn? Không phải. Cái đấy là do mình cắt này. Thế cái máy này mày thấy thế nào? Cái máy này em thấy nó khỏe hơn. Khỏe hơn á? Khỏe hơn con. Thế bây giờ anh muốn hỏi mày một câu này nhá. Mày phải trả lời đúng cái thật cái lòng mày nhá. Vâng. À, sếp mày đầu tư cho mày cái máy này và cái máy này. Mày thích cắt máy nào hơn? Nhưng mà cái máy này thì cắt một lưỡi có được không anh? Cũng được. Mày thích cắt một lưỡi tí nữa anh cho mày cắt một lưỡi. Vâng. Ừ. Cắt được một lưỡi được mà hai lưỡi cũng được. Vâng. Mà ba nữa cũng được, nhưng mà ba nữa thì máy nó hỏng. Thế bây giờ mày thích cái nào hơn? Thường là cắt thì cái này ve hơn, nhưng mà cái này chắc là cái này thì cắt nhanh hơn cái này. Cái con dài này cắt nhanh hơn con ngắn? Bởi vì nó không mất cái thời gian mình lên thang này nọ. Anh tưởng lên thang trèo cao thì bay xa chứ. Không ạ. Đâu ạ, thì có nghĩa là mày cũng không thích chiều cao à? Thôi được, không thích chiều cao không? Không thích chiều cao thôi. Thế là cắt ngon rồi đúng không? Còn cắt ở đâu nữa không? Có ạ. Ở đâu nữa? Cắt bên này nữa. Chuyển này ạ. Thế thay luôn anh. Rồi. Quên nha. Cắt sướng không? Có anh. Mày cứ trả lời thật lòng mình thôi. Vâng ạ. Nhưng cần gì phải tái xem. Rồi. Cắt một nữa nha. Đấy. Cắt một lưỡi là phải lắp cái đế vào. Rồi. Nó một cắt một lưỡi là nắp bộ khác. Đây là cái bộ này là chế hai lưỡi mà thôi. Hiểu không? Vâng. Anh chế hai lưỡi mà thôi, nhưng mà bộ đi theo máy là chỉ ăn một lưỡi thôi, em hiểu chưa? Vâng. Máy này người ta chỉ khuyến cáo là cắt một lưỡi thôi. Vâng. Nhưng mà anh em đôi khi là anh em tiết kiệm nè. Thì cắt hai lưỡi thì thực ra cắt hai lưỡi là sẽ hại cho máy. Hiểu ra vấn đề chưa? Vâng. Bởi vì đang lẽ ra cắt một lưỡi thì ma sát nó chỉ thế thôi. Cắt hai nữa thì chắc chắn là phải hạ cho máy rồi. Yeah. Làm sao mà bền cho máy được, đúng không? Yeah. Nhưng mà anh em cắt sao cho phù hợp thì cắt. Cảm thấy yêu môn thể thao nào thì mình chơi môn thể thao đấy thôi. Yeah. Ok, con dê xong. Nét hâu. Em nước được chưa? Được rồi. Oh,
cắt một lưỡi thì nó đi nhanh hơn anh. Cái này sao nó chạy tự do mình còn không yên máy nữa anh. Đây tự do đây á? Vâng vâng vâng. Đây, nếu mà mình ép thì mình phải ấn này xuống. Thì ép khó thế nào? Ép đi, ép mạnh vào, cho tốc độ nhanh lên nào. Cứ ép thoải mái đây, thả hoài chịu. Cầu như là không ép được, không thế. Không, ép thì vẫn ép được nhưng mà nó cũng không nhanh được bao nhiêu anh. Ép còn nhanh hơn nhiều chứ, đúng không? Dạ, dạ. Đấy, thì phát thứ hai đi nào. Ép đi nào. Đấy, thì ép hơn nào. Đấy. Vâng. Ép tải như này. Cái dây điện nó bị tụt. À, nó tụt điện à? Tụt dây vâng. À? Em ăn cám nhé. Rồi. Nó tụt dây điện anh em ạ. Tụt dây điện. Nhơ hay to. Rồi cắt được đâu nữa? Hết đường bên này nữa. Rồi, từ bên đấy để anh sang anh cắt thử cái này. Ừ. Trên đô sắc. Rồi anh cắt đi anh. Cắt đô đi luôn. Thằng này nhanh thật. Nó đỡ phải đập. Mình cứ sợ. Lưỡi hỏng hóa ra cái như thế này, cắt được cái đinh. Có anh. Các đường đấy thì phải cắt thì tinh chuẩn đấy. Tạm giữ lại cái này rồi. Cái nó bị kéo à. Rồi, ok.
cái này mà cắt bị lệch này là thầy bị phạt đúng không? Các tôi là dạy học trò không đến nơi đến chốn. Anh hỏi thật em nha, giữa hai con máy này với con cao quang này em thích cắt nào hơn? Điện đường thì nó tiện, không phải dùng thang mấy. Không phải dùng thang. Ờ, nhưng mà em cắt em có thấy so con này với cả con 1336 của cao quang thì em thấy con nào hay hơn? Con này khỏe hơn con kia. Con này khỏe hơn à? Vâng vâng. Cắt nhẹ hơn đúng không? Vâng vâng vâng. Cầm cũng đỡ mỏi tay không? Có ạ. Cầm đỡ mỏi tay hơn con kia đúng không? Vâng vâng. Hợp lý đấy. Thế nếu mà cắt đường ngang? Đường ngang thì vẫn cắt được nhưng mà thanh này hơi dài. Hơi vướng. Con đấy tháo được tay ra đấy nhá. Vẫn tháo ra này à? Ừ, con đấy tháo được tay ra, vặn ra. Đấy vặn ra. Tuấn vặn hẳn ra cho em rồi. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Đấy, đây là gậy thần thông của Tôn Hộ Không mà. Thế nếu mà máy này nhớ cái này dài hơn tí nữa thì được. Dài hơn tí nữa thì thích dài hơn thì nối một cái ống PVC vào. Em hiểu không? Bởi vì cái nhà này cao từ khoảng 4 mét thì nếu mà nhà cao 4 mét thì em chỉ cần nối khoảng 40 phân nữa bằng PVC em nối vào đấy. Vâng. Đấy là em cắt ngon đúng không? Vâng. Em là chuyên đi cắt đúng không? Vâng. Chuyên ăn mấy cắt và đục. Vâng. Ăn cắt và đục. Thế có người yêu chưa? Chưa anh. Chưa hả? Vâng. Thế thì hỏng hết à? Thế có hay đi chỗ này chỗ kia để chơi không? Em không anh. Không ạ. Khổ thật nha. Ok em nha.